Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy người ta đừng lột lột luôn kìa. Mình đang đứng trong cái đường mà chuẩn bị lên cái ga cáp treo Núi Bà đó bạn. Thì hôm nay mùng 2 Tết các bạn, một lần nữa mình quyết định đi lên đỉnh núi để mà mình chiêm ngưỡng cái tượng Phật Di Lặc mà bằng đá lớn nhất mà thế giới đó bạn. Hôm bữa mình đã lên hết lần rồi mà không có trên được bạn. Thì tiếc quá, hôm nay mình 2 Tết bạn. Mai Tết thôi. Thì mình lên trải nghiệm thêm bằng đó ha. Rồi để bây giờ bắt đầu mình hòa theo cái đoàn người các bạn. Nói chung thì cũng không đông lắm bạn. Nếu mà đỉnh Núi Bà mà cái ngày đông nhất đó là cái ngày mùng 4 Tết các bạn. Mùng 4 Tết đó thì là khủng lắm. Thì hôm nay mới có mùng 2 thôi. Thì các em được biết đó là cái nhà ga cáp treo này nè, là một cái nhà ga mà lớn nhất khu vực luôn các bạn. Khu vực châu Á, Đông Nam Á gì đó. Tức là khủng lắm. Nhà ga này lớn lắm các bạn. Mình thì mình đi nhiều cái nhà ga rồi mà để đi lên cáp rồi. Thì thực sự nhà ga đây là khủng lắm các bạn. Đó. Thì các bạn thấy là đoàn người nôm nôm đột ha. À, cái ngày này là ngày thường, ngày không phải là đúng tới ngày mùng 4 các bạn. Thường thì cái Tết là ngày mùng 4 là ngày mà đông nhất luôn. Đó, thường thì ngày mùng 4 là ngày mà lễ hội đông nhất ở trên cái chùa Bà đó bạn. Thành ra là rất là đông ha. Rồi là có bắn pháo hoa này kia nữa. Đó, rất là đông các bạn. Mỗi người một cái vé các bạn. Mỗi người một vé cầm trên tay ha. Thì sau khi qua cổng mình đi thang cuốn rồi các bạn. Nói chung là cũng không đông lắm các bạn. Chỉ có ngày 14 thôi. Ngày 14 thì khủng lắm. Không có tưởng tượng được con người ra đâu. Đó. Rồi bây giờ thì cáp nó được nhiều tuyến các bạn, tuyến bên đây tuyến bên kia, như là hai tuyến lớn các bạn, rồi một tuyến nhỏ, không biết năm nay có tuyến nhỏ có đi không à. Đó, thành ra là cái đoàn người không có đông như ngày xưa các bạn. Ngày xưa mình nhớ mà đầu tiên ở Núi Bà mà có cái tuyến cáp, mà tuyến cáp đầu tiên nó gọi là tuyến cáp mà nó không có tự động đó bạn. Tức là khi mà mình đi vô á, mình bước vô cái cabin đó là không, cái cabin nó không ngừng lại bạn. Cabin nó dính liền trong cái sợi cáp á. Thành ra khi mà mình lên cái cabin nó rất là nguy hiểm các bạn. Phóng lên là đóng cửa là nó chạy thôi. Đó, còn cái cáp bây giờ là nó rất là an toàn các bạn. À, khi vô cabin thì cáp nó được nhả ra. À, cabin nó được nhả ra chứ cái cáp nó được đẩy một cái con lăn đẩy đi rất là chậm để mình lên cabin. Sau đó thì mới là nó bám vô cáp mới đi các bạn. Thành ra cái độ an toàn thì nói chung cáp bây giờ thì nó rất là cao các bạn so với cáp ngày xưa ha. Đó. Rồi sau khi quần tới quần lui thì cũng tới được cái chỗ lên cabin nữa bạn. Đó, các bạn thấy cái cabin nó vô đây thì nó không còn bám vô cáp nữa. Nó được những cái bánh xe các bạn thấy không? Những cái bánh xe nó đẩy đi. Nó rất là chậm. Rất là chậm rãi cho mình lên các bạn ha. Chứ không phải như gấp như cái cáp cũ ngày xưa đâu. Đó, khi mình lên thì cái cáp bắt đầu nó đi ra tới ngoài đó các bạn, là nó bám vô cái cáp. Thì những tiếng chết treo này mà mình đã quay cho các bạn xem rất là nhiều lần rồi ha. Hôm nay mình nói sơ thôi. Đó, bây giờ mình lên cáp các bạn, để mình lên trên đỉnh để mình xem cái chiêm ngưỡng cái tượng Phật ha. Tượng Phật Di Lặc, Di Lặc bằng đá sa thạch mà lớn nhất thế giới các bạn. Rồi, sau khi mình lên cabin rồi nó bắt đầu đi các bạn. Đó thì cũng như 10 lần thôi. Mình hôm nay mình đi cái tuyến là thẳng lên trên đỉnh đó bạn. Mình không có đi cái tuyến mà lên cái chùa đó bạn ha. Tại vì hôm bữa mình đi đó, cái mình quanh cho lên đây. Qua cái cáp này mình đi lên trên đỉnh. Hôm nay mình không có đi vòng vậy nữa bạn. Tức là mình đi thẳng lên đỉnh luôn. Thì cái giá vé mà hôm nay mình đi thì giá nó cao hơn hôm bữa bạn. Hôm bữa do là khuyến mãi gì đó không biết, mình đi giáp vòng luôn mà chỉ có 400 ngàn thôi. Hôm nay là mình đi có một tiếng đỉnh đó là 600 các bạn. Đó, là không hiểu sao mà giá vé hôm nay chắc có lẽ là ngày
ngày Tết đông người tăng giá hay sao mấy bạn. Đó bạn thấy là gió thổi thì cái thùng cabin nó bị khựng lại mà ha, đánh đung đưa luôn nè, bạn thấy không? Do là gió lớn mà. Có khi là gió lớn quá là tiếng cáp bên kia là không chạy luôn nha bạn. Đó, do là cái lúc mà gió lớn thì cái cáp nó chạy rất là nguy hiểm mà, ra là trong ngưng luôn bạn. Đó, thường thường thì bạn thấy ly mà lên trên càng cao thì gió càng lớn mà. Đó, mình cảm giác ngồi trong đây là gió thổi rất là lớn các bạn ha. Thì cảm nhận của mình thì nó cũng không có cái gì là nguy hiểm đâu bạn, bởi vì cái cáp hiện nay thì các bạn thấy là rất là an toàn luôn. Đó, mặc dù là cáp đu đưa thế này nhưng mà không sao hết. Thì các bạn thấy là khi mà mình đi cái tuyến cáp mà Phú Quốc á, đi ra Hòn Thơm đó, các bạn thấy là nó đu đưa hơn này, nó cũng không hề hớn gì. Thành ra nếu mà nói về cáp thì cái độ an toàn giờ rất là cao các bạn thấy không, yên tâm ha. Thì để mình quay một vòng cho bạn xem ở dưới mà. Nè, bạn thấy là những viên đá mà cây mùa này nó bị khô nước các bạn. Mùa này mùa hạn rồi, thành ra nó cằn cỗi, nó rụng lá trơn rồi ha. Nó lòi ra những cái phiến đá rồi, các bạn thấy đã không? Đó. Thì mình được biết là núi Bà này là một trong những cái núi mà cao nhất ở trong phía Nam các bạn ha. Đó, được cao, cái độ cao là cao nhất luôn rồi, nó tới sắp xỉ 1000 mét các bạn, 900 chính xác là 995 mét, là còn thiếu có 5 mét nữa là đủ 1000 mét các bạn, so với mặt nước biển ha. Đó, lên càng cao gió thổi càng nhiều các bạn. Ở dưới này bạn thấy có mấy cái loại cây gì mà nó ra cái hoa đẹp quá trời, đó đỏ nè, mình cũng không dành nữa bạn. Thì nhìn xuống giống như là nó chết rồi, nhưng mà thực ra không phải các bạn, do là mùa này khô cằn á, cái không có lá lú gì hết, cái mùa mưa thì nó xanh rì luôn á. Đó, mùa này giống như nó khô nó chết chứ không phải đâu, rụng lá các bạn. Có cây này nhìn giống cái du quá, không phải không, có thể là du đó bạn. Cái du của miền Nam mình đó là cái dòng du lá lớn nè, bạn đây thấy đây bên đây cây nữa nè, nó là cây du lá lớn đó bạn. Thì cây đó là cũng là một sai được các bạn, nhưng mà cũng ít người chơi, chủ yếu giờ nó chơi cái dòng du tàu lá nhỏ mà nè, nó đó nè. Thì dòng dòng núi Bà này thì cũng có rất là nhiều loại cây mà để chơi bonsai cho bạn, đặc biệt là cái cây sung ha, mình thấy là có chỗ có mấy cây sung bự lắm. Cái khu này cái đoạn này không thấy bạn, có đoạn mình đi, đặc biệt mình đi cái đường mà cái đường đi bộ á, thì có rất là nhiều cái loại cây mà cái bộ rễ của nó nhìn đã luôn. Rồi lên đây các bạn thấy là bắt đầu lên rừng rậm rồi nè ha. Đó, chuẩn bị lên tới các bạn. Thì các bạn nhìn rõ là cái cáp bên kia đó. Cái tuyến đó là tuyến từ núi Bà đi lên đó bạn. Từ chùa Bà chứ. Đó bạn thấy không? Từ chùa Bà lên. Đó. À, đó là chùa Bà đó. Thì cái tuyến cáp cũ bữa nay là cho chạy luôn các bạn. Lên đỉnh mọi người ơi. Đó. Thì các bạn thấy là cái ga thì có hai bên hai cái đường cáp đó các bạn thấy không? Cái tuyến cáp bên kia các bạn thấy là ngay cái mỏm núi đó rất là ghê ha, cái cột đứng xéo xéo đó các bạn thấy không? Thì thường cái cột người ta trồng vô cái đất đó là nó phải vuông gốc các bạn, thành ra các bạn thấy là nó nằm nghiêng, nhưng thật sự nó phải vuông gốc đó, thì nó mới chịu được cái tuyến cáp các bạn. Đó, bạn thấy xa là nhìn được thấy được tượng Bà Tây Bổ Đà Sơn các bạn. Đó. Thì tượng Phật Di Lặc nằm mấy hôm nay nè. Hôm bữa mình đi bên cái đường cáp kia là nhìn thấy được các bạn. Rồi, tới đây bạn ơi. Đó, một lần nữa mình lại đến đỉnh núi một lần nữa các bạn ha. Đó. Thì hôm nay có dịp một lần nữa lên đỉnh núi các bạn, để mình chiêm ngưỡng cảnh vật, rồi sau đó mình sẽ quay cho các bạn xem cái tượng Phật Di Lặc ha. Thank you.
tiên á mà đến cái đỉnh núi á là cảm giác mát lạnh quá. Oh, nó thật là đã luôn ha, mát giống như là giống như là Đà Lạt vậy đó mà. Nhiệt độ nó tương đương như Đà Lạt đó, nó làm khoảng mười mấy độ thôi, rất là mát luôn. Quá đã không? Thì cái quan cảnh trên đây là mình cũng đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Hôm nay thì mình sẽ thích nó đông hơn nữa các bạn. Những cái chỗ mà trưng bày bông hoa thì cũng giống nhau thôi ha. Đó, tượng bà đây. Thì chỉ có cái là khách đông, hàng ghế bên đây nó nhiều nè. Rồi để bây giờ mình đi vòng lên trên coi. Hôm nay quá đông luôn các bạn. À, so với những cái ngày mà mình đi thường thì rất là đông các bạn. Chỉ có thua cái ngày mà mùng 4 thôi. Đó, ngày mùng 4 thì khủng lắm bạn ơi. Ngày mùng 4 thì có thể là đông quá là cáp không có ngưng luôn các bạn. Đó, có thể là đông quá là người ta ngưng là một thời gian để cho giãn bớt khách rồi bắt đầu là mới cho lên tiếp bạn. Nó nhiều quá là không có chỗ chứa luôn các bạn. Nó khủng khiếp như vậy đó. Thì các bạn biết núi Bà là một trong những điểm mà du lịch tâm linh rất là đông khách các bạn từ trước nay rồi. Sau này thì được các cái nhà đầu tư người ta đầu tư thêm những cái tượng Phật rồi những cái chỗ khu du lịch để mà đinh như thế này nữa thì ra là rất là đông khách các bạn ha. Đó. Rồi vậy là hôm nay mình đi ra cái đường này thì đi xuống cái Phật Di Lạc á thì có hai cái đường đi các bạn. Một cái đường đi bộ đây và một cái đường đi trong nữa. Bây giờ trước mắt để mình đi cái đường đi bộ trước đi ha, đi thử cái đường đi bộ coi ra sao. Đường đi bộ thì bên đây một đường với bên kia đường, bên hai bên có hai đường đi bộ xuống mà ha. Rồi bây giờ chắc mình đi đi đường đi bộ trước đây đó. Đây các bạn, đây cái đường này bữa hổm mình đã đứng ở đây mình quay xuống nè, bữa là chưa cho xuống nè, hôm nay thì chưa xuống nè, để mình đi xuống dưới coi sao ha. Xuống đây nhìn cái thác nước các bạn, khỏi có nhìn thôi các bạn, nhìn thôi cũng thấy nó đủ mát rồi nè. Mà thấy đã không ha, nước chảy róc rách, không khí thì nó lại mát lạnh nữa mà. Đã thiệt ha, giống như là cái gì bồng lai tiên cảnh vậy đó bạn. Hả? Quá đã luôn. Rồi nghĩa là đi xuống tới đây là hết đi xuống được các bạn. Ở trong có cái thang cuốn. Bây giờ trước mắt để mình đi ra ngoài đây coi. Gửi cho bạn xem coi cái gì ha. À, xong cái mình vô cái thang cuốn. Ở đây chủ yếu là chiêm ngưỡng cái thác các bạn. Ha, chủ yếu là cái thác thôi. Đó. Thì để xíu nữa mình đi vô ở trong đây mà. Trên đó nó có cái đường đi vô cái thang cuốn mới đi xuống dưới mà. Ồ. Tính ra thì làm cũng cầu kỳ đó bạn ha. Đó. Rồi để đi ra đây coi. Đây mình chỉ mới thấy phần trên nè các bạn. Đó, rõ nét là rác từ cái viên đá. Đây mình được biết là đâu 6.000 các bạn. 6.680 cái viên đá các bạn. Ha. Để cảm hứng từ cái ruộng bậc thang các bạn ha, y như bậc thang ha. Đó. Rồi vậy là mình để mình đi vô trong các bạn, mình đi xuống dưới đó đó. Quay lại cho bạn xem lần nữa ha. Đó, ở đây nhìn thấy cái hồ Dầu Tiếng chắc bên luôn. Đã. Hả? Cái bờ hồ Dầu Tiếng hôm bữa mình đi á. Chạy trên đường đó các bạn. Đoạn này nè, nó nằm đi đoạn này nữa bạn. Từ đoạn này chạy dài qua, dài qua đó. Đó. Ồ, bạn thấy không? Mình mong ha. Ôi, sau khi mình nghiên cứu thì đây có cái đường xuống bạn. Tức là ở đó có một cái đường nữa mà đóng cửa rồi. Thì là ngay có một đường nè. Để mình ra đây mình đi xuống các bạn. Đó. Rồi, mình thấy cái lối xuống các bạn. Để mình vô mình coi cái lối xuống thôi. Thấy mấy anh em cũng có đăng trên mạng đó. Là đi bằng thang cuốn xuống bạn. Quá đã luôn rồi. Thì cái thang này là nãy mình đi bộ đó bạn, hay mình đi bộ xuống thì trên vẫn có cái thang đi xuống nữa. Rồi mình muốn đi bộ ngoài thử sao hay không? Thì bây giờ tới đây là bắt đầu đi
tiếp tục có thang xuống các bạn. Đó. Ồ. Quá hiện đại luôn ha các bạn. Thì bạn thấy là cái một cái khu du lịch mà tầm cỡ quốc gia thế này các bạn, được đầu tư rất là đầu tư rất là nhiều các bạn. Thì bạn thấy là những cái khu du lịch tâm linh bây giờ thì các bạn thấy là rất là khang trang rồi, không phải như hồi xưa nữa, đi chùa rất là hiện đại luôn. Thành ra các bạn nói là tâm linh thì không nên làm những cái du lịch thế này, theo mình thì mình thấy cũng tốt thôi các bạn ha, vừa kết hợp với du lịch vừa kết hợp với lại cái tâm linh nữa. Thì ví dụ mình đi du lịch thì mình hay dìm đi chùa, sẵn đi chùa đi du lịch đúng không ạ, thành ra theo mình thấy là kết hợp này nó cũng hợp lý ha. Đó, đó là mình nói cái quan điểm của mình thôi ha, mỗi người có một cái quan điểm thôi. Rồi đi theo cái đường vòng các bạn, tức là người ta làm cái lối đi vòng vòng như thế này để cho giảm bớt cái số lượng người các bạn, chứ không thôi nếu mà mình đi lung tung theo á thì nó là không có trật tự, không có trên lắng các bạn, thành ra phải đi vòng ha, bên đây vòng bên kia thì nó mới được đông người các bạn ha. Vậy là mình đi thêm một cái thang cuốn thứ hai nữa thì có lẽ là tới rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy cái không khí trang nghiêm nó hiện lên cái màn hình à các bạn rồi nè. Đó, đằng trước các bạn thì mình thấy có thờ Phật quá trời nhiều đúng không ạ? Mình thì cái này thì mình không rành lắm ha. Đó. Là mình thấy rất là uy nghi, rất là trang nghiêm ha. Rồi đến quấy đây là cái này là cái tượng nằm ngoài là mình lọt cái trong tới bụng rồi đó bạn. Đó. Quá đã luôn bạn ha, rất là lạ luôn cái cảm giác thì mình thấy là lạ các bạn ha. Đó. Cái này là cái cảm hứng ruộng bậc thang nè các bạn, thì cái mặt ở trong á nó cũng có giống như bậc thang luôn ha. Thứ năm này, thứ sáu nè các bạn, 6, 7, 8, 9 cái hay gì đó thôi. Ha. Quá đã luôn bạn. Rồi tiếp theo là thứ mấy đây? Thứ sáu bạn. Thứ sáu. Vậy là thứ sáu là tới thứ bảy kìa bạn, thứ bảy chắc hết rồi, chắc bảy cái là hết rồi, độc đáo ha. Đó, đi luồn ở đông. Rồi vậy là bảy cái thang cuốn các bạn, độc đáo các bạn ha. Quá đông luôn rồi. Vậy thì nếu mà đông quá ra đây không có chỗ chứa nha bạn, quá trời luôn rồi. Quá đây các bạn. Rồi cuối cùng mình cũng được chiêm ngưỡng ông Phật Di Lặc các bạn ha. Nở nụ cười rất là hoan hỷ các bạn ha. Họ rất là hiền từ, rất hoan hỷ. Thì cái nụ cười của ông á là tượng trưng cho hòa bình các bạn ha, tượng trưng cho tương lai. Thì được nhìn về cái hướng đông nè, có một cái hồ dầu tiếng rất là lớn ha. Đó, nụ cười hoan hỷ của ông là tượng trưng cho tương lai rất là tươi sáng ha. Ồ, thì năm mới mình cũng lên tới đây tượng chiêm ngưỡng cái tượng Phật mà rất là lớn như thế này, thì mình cũng cầu mong cho mình được như cái nụ cười của ông ha, nụ cười của Phật Di Lặc là nụ cười rất là hoan hỷ, rất là có tương lai ha. Đó, mình hy vọng là trong tương lai mình sẽ có cái gì đó rất là tốt đẹp như nụ cười của ông ha. Rồi đây mình ra đằng phía trước nè các bạn, thì
định để tới ngay chính giữa luôn nè, còn xem cho đã thôi đó. Wow. Đây các bạn, thì mình đứng ngay trực diện luôn rồi ha, trước mặt tượng Phật nó, thì đằng sau lưng của tượng Phật thì nhìn thấy tây bổ Đà Sơn đó các bạn, đằng sau ha đó thì các bạn thấy là một cái tượng Phật mà thật là uy nghi các bạn ha. Đó, nở nụ cười rồi, các bạn thấy không, rất là tươi ha. Đó, mình mong là năm mới mình lên đây thì gặp được Phật nở cái nụ cười rất là tươi, rất là hạnh phúc các bạn. Thì mình mong là mình hưởng được một cái năm mới thật là tươi đẹp với cái nụ cười của Phật Di Lặc ha. Thì mình cũng kính chúc các bạn mà xem qua cái màn hình của mình đó, thì gặp được Phật Di Lặc nở cái nụ cười rất là hoan hỷ đến với mọi người ha. Rồi thì mình xin dừng cái video ở đây các bạn. Bây giờ hôm nay mình có dịp lên núi Bà rồi chiêm ngưỡng cái tượng Phật mà hôm trước mình đã đi mà không được xuống các bạn. Thì hôm nay mình đã xuống tới nơi rồi, thì mong là thông qua cái video của mình đó thì các bạn ít nhiều cũng chiêm ngưỡng được cái tượng Phật mà uy nghi như thế này ha. Rồi năm mới tới đến mình cũng xin gửi lên đây lời chúc mừng năm mới, chúc tất cả các bạn thật là dồi dào sức khỏe, làm ăn thành nhiều may mắn ha. Rồi xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.